Quay lại với channel của mình. Bắt đầu từ độ kiếp chuyên công với hệ thống độ kiếp mạnh nhất tầm 1/2 liên phun bộ nằm trong phòng mô tả nhé. Hôm nay các người bắt buộc vì hại nó. Đó không phải là cấp tinh thảo áo ánh Thần Quỳnh làm sao mà phát hiện ra? Cấp tinh thảo có mùi hương nồng, nhất lúc nãy tôi không người thấy gì. Huống hồ tôi cũng không tin lời người này nói. Thần Quỳnh, đây là... Xem ra người tên là giả họ này chỉ là một xác sống biết đi mà thôi. Không cho hắn chính là những gì lèo trong người của hắn. Không sai. Không ngờ hai trúc cơ nhỏ nhọn như các người mà cũng thông minh lắm, có thể phát hiện ra sơ hở của ta. Ôi yêu vật tu luyện ra linh trí, đúng là hiếm có. Yêu vật, hai con kiến ở hạ giới các người không có kiến thức thì đừng có nói bừa. Bản tôn là tiên giới địa linh. Tiên giới địa linh, tu vi của người cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng hình như cũng chẳng có gì gờ gớm. Nếu không phải ta đã bị Huyền Bảo Phòng ấn phản gốc qua đi, thì ta chỉ cần đậu một ngón tay thôi cũng nghiền nát được hai người. Các người giúp ta nhổ nó ra thì có thể để cho các người đi, còn cho các người nhiều lợi ích. Nếu không, ta chiếu càng các người luyện thành con rối như là giả họ kia. Ôi Thần Quỳnh à, những gì lèo này đã hấp thụ pháp lực của chúng ta. Đúng vậy, thời gian cho các người không còn nhiều, rút con dao găm ra, ta sẽ giúp các người. Nếu không, người nói nhiều thật. Biết đó là thư phòng ở người thì sao có thể ký gửi sinh mệnh của mình vào lời hứa của người được chứ? Tốt, vậy thì ta xúc cả người trước. Thử xem. Người cứ thực sự là tu vi trúc cơ kỳ sâu, uy lực vẫn còn kém một chút. Nếu đã như vậy thì giao diện hệ thống tên là Lục Thừa, tu vi trúc cơ tiền kỳ, kiếp số 2175, tiên tịch 172, thì chất vạn kiếp chi thể, công pháp vạn kiếp bất tử kinh, tiểu thành 200, bí kiếp liên pháp viên mãn, bồn lôi kiếp sơ thành. Nhiệm vụ kiếp hàng ngày, thời gian còn lại 5 tiếng 57 phút 55 giây. Trúc cơ hậu kỳ. Thần Quỳnh, trúc cơ hậu kỳ sao người? Đậu hữu à, trời đó, ta bằng lòng tha gì? Muốn rồi. Thần Quỳnh, đây... Hồi thần nhắc nhở kiếm ra được thượng cổ kỳ vật mạnh vỡ vân thủy cấp thủy không? Quả nhiên. Thôn phệ. Hồi thần nhắc nhở đã hấp thụ mạnh vỡ thân vân thủy. Số kiếp là cộng 4233, tiên thạch 140. Số kiếp hiện tại là 4702, tiên thạch hiện tại 312. Như vậy sao? Pháp khí này được yêu ma nữ được gọi là Huyền Bảo, chẳng lẽ cũng là vật của thượng giới? Thần Quỳnh à, hình như di tích muốn sập rồi, chúng ta mau đi thôi. Thần Quỳnh, Quỳnh là trúc cơ hậu kỳ sao? Chẳng lẽ trước đó Quỳnh luôn dùng một phương pháp nào đó để chỉ dấu tu vi? Dọc đường này thấy vương dọn cũng còn xấu. Mặc dù tu vi thấp nhưng có người cũng đáng tin cậy, sau này chắc còn dùng được. À không, ta tự trúc cơ sức kỳ tăng lên hậu kỳ trong nháy mắt thôi. Hả? Sao lại có chuyện đó được? Chứ dù người tin này không thì thật sự là như vậy. Nếu như sau này người đi theo ta một lòng làm việc cho ta thì nếu như Nguyệt Anh cũng không chắc. Nhưng mà ta có thể đảm bảo cho người vào kim đan. Họ tao nhắc nhở mua trừ nghiền đan thành công, tiên thạch trừ 1, tiên thạch hiện tại 311. Ôi đây là trợ nghiền đan, đáng dược mà nghiền à tu sĩ nằm mơ cũng không có. Thần Quỳnh, ngay từ đầu ta đã cảm giác Quỳnh không phải là người bình thường. Mặc dù không biết Quỳnh đến Lạc Vân Phái để làm gì, nhưng mà Quỳnh giỏi ta từ chất thấp kém. Nếu không ngoài muốn, đời này của ta sẽ kết thúc ở trúc cơ sơ kỳ. Nếu như đi theo Thần Quỳnh, tương lai tươi sáng thì Vương Dõn ta nguyện ý đi theo, cả đời không phản bội. Tốt, hy vọng người hãy nhớ kỹ câu này. Nhạc nhà đầy nhòn sao vậy? Đi lên già cốt trộn pháp hình như đã được thả ra rồi. Cái đám tu sĩ hạ giới này giống như đám ruồi vậy, càng ngày càng phiền phức. Người ra ngoài vào vi trường này tránh để chúng làm loạn tiếp tục. Sớm đến như vậy rồi, đã lâu không ăn thịt rồi. Ngáo. Người Lý Mã Hà rốt cuộc người có dẫn sai đường hay không vậy? Sao ta cảm giác như chúng ta đã đi vào càng sâu càng sai rồi, yêu thú càng lúc càng nhiều hơn. Còn xài lá bàn hiển thị chúng ta đang đi hướng theo hướng đó mà. Thì sư huynh à, hay là chúng ta mặc kệ bọn họ đi, khó khăn lắm mới vào được đây, hay là chuyên ta tu hành đi. Có miệng, cái tên đó phải chết. Ngươi còn lắm lợi thì ra ngoài, ta sẽ báo trà đuổi ngươi ra khỏi Ngọc Lâu Bạch Thọc. Tên tiểu đó chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vậy mà có thể đi sâu vào đây. Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Tập 40. Lại tiêu mất 1.000 kỹ số để nâng cấp tu vi. Xem ra cho dù sử dụng hệ thống tở tăng tu vi. Giao diện hệ thống tên lục thừa trúc cơ đỉnh phong, kiếp số 3702, tiên thạch 311, thể chất vạn kiếp chi thể, công pháp vạn kiếp bất tử kinh, tiểu thành kiếp liêm y pháp viên mãn, bộ lực kiếp sơ thành, nhiệm vụ kiếp hàng ngày, thời gian còn lại 21 phút 57 21 tiếng 57 phút 55 giây. Khi đột phá trúc cơ đỉnh phong vẫn cần ngoại vật để phù trợ mới có thể ngừng kết kim đan, mà phẩm chất kim đan từ trình xuống thấp chia thành 1/9. Chữ môn của 4 môn phái kia chắc chỉ có kim đan thất bát phẩm, mà vật liệu phụ trợ khi đột phá kim đan sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất kim đan, mà nhất định phải dùng vật liệu tốt để đột phá. Thiên canh kim, ngũ hành trầm mộc, thiên hạ thủy vàng nằm viêm tường, bách linh tủ thì đều là vật liệu kim đan đột phá tới cực phẩm, chỉ là không có linh khí thông minh. Quan trọng nhất là thông minh linh khí tuyền là căn cơ của một môn phái, làm sao đây? Thông minh linh khí tuyền tốt nhất là đều nằm ở trong bát đại tông môn, mà trong 4 môn phái bên ngoài thì chắc chắn cũng có, nhưng mà chỉ là thông minh linh khí hạ đẳng thôi. Ra ngoài rồi nói. Tiếp theo con phải hoàn thành chuyện của Quỳnh Vân giao cho. Không biết là cái hiểm cơ nào, cứ đối tiến thịt và kịp số thành chiến lực hết trước đã. Loại pháp bảo liệt lôi triệt kiếm, địa phẩm thượng dài pháp bảo 35 tiên thạch, giới thiệu là thuần lôi chi bảo, kiếm động sấm rền và công pháp thì lôi hỗ trợ cho nhau, có thể tiến triển gấp 10 lần uy lực. Lôi triệt kiếm tôi tính thần lôi à, làm pháp bảo bản mệnh cũng tốt nhất. Liền phân bộ nằm về phòng một tà nhé. Địa phẩm thường dài, trước mắt mình còn chưa phát huy được uy lực của kiếm này, chỉ có đời sau khi đột phá kim đan mới sử dụng được. Ở Tần Sư Huynh à, chẳng lẽ đây là địa phẩm pháp bảo sao? Và không hổ là Thần Sư Huynh, vậy mà con có cỡ pháp bảo này. Chứ dù là trưởng môn một phái lớn thì cũng không có pháp bảo địa phẩm hạ giai này. Cầm lấy, đi theo tôi. Thì sao trên người lại không có đồ bảo vệ được chưa? Ôi đây là địa phẩm pháp bảo. Hờ tông nhắc nhở, huyết sắc linh cải địa phẩm hạ dài pháp bảo 7 tiên thạch, giới thiệu rèn từ huyết tinh thạch, có thể nhập vào người sử dụng phòng ngự siêu nhiên. Ôi thần Quỳnh à, cái này đi rồi nhận đi, chỉ là một địa phẩm hạ dài thôi, pháp bảo thôi mà, sau này còn có thứ tốt hơn. Trước kim đăng kỳ cũng chỉ có thể đồng thời điều khiển một pháp bảo, pháp bảo phòng ngự, pháp bảo phi hành. Để lên kim đa rồi nói, xem thử có công pháp nào phù hợp với mình được không. Đây là vạn kiếp chi thể, lôi công pháp, Quảng Quân Lôi Kiếp Thuần Pháp. Thiên phẩm tượng dài công pháp 150 tiên thạch. Giới thiệu công vạn kiếp chi thể trong truyền thuyết mới tu hành được, lấy mình chiều nạn, thần hỏa kiếp, phá vạn pháp. Vạn kiếp chi thể mới tu luyện được sao? Có cả cái lụi công pháp này ư? Mình lấy mình chiều nạn, có nghĩa là vạn kiếp chi thể chỉ là khiến người xung quanh chịu vòn đen, bây giờ lại biến thành bản thân tự chịu à? Cũng còn sợ trước đây cũng chỉ là phàm nhân và đệ tử cấp thấp thì mới chịu ảnh hưởng từ mình. Cũng không thấy các tu sĩ trúc cơ trả lời nào bị trực tiếp khắc chết. Chỉ cần mình đủ thực lực thì vạn kiếp chi thể cũng sẽ không ảnh hưởng được. Hệ thống nhắc nhở, mua vạn quần lùi kiếp thân pháp thành công, tiên thạch trừ 150, tiên thạch hiện tại còn 126. Hóa ra là vậy, đây chính là thần hỏa kiếp, thu hết toàn bộ kiếp nạn và vạn kiếp chi thể pha tán xung quanh vào trong người. Bản thân luyện lấy hóa, biến vận đèn thành năng lượng, cường hóa bản thân. Ôi là thần lũ, bọn chúng ở phía trước. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Tột lục lắm, quả nhiên là hắn rồi. Là các người. Vừa mập, không muốn chết thì cút nhà chồng. Bọn tớ muốn tìm tên họ thần kìa. Ồ, các người mới chơi ném bùm vào trong hố sình à? Hay là sao mà nhích nhác như vậy? Kể bọn ta lên cho ta, không cần giữ lại mạng sống. Tiểu tử, người tôi rồi. Hãy hả? Cái gì? Là địa phẩm phòng ngự giáp bảo ư? Vương sư huynh, chúng tôi đến đây để tính số tính họ thần kia, không liên quan gì tới người. Chỉ cần người đừng có nói nhiều. Các người muốn đối đầu với thần sư huynh thì phải bước qua sát của ta trước. Người tốt, cái tình bé trích tiệt này, người đã muốn chết cùng với hắn thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Cùng lên đi. Thần sư huynh cẩn thận. Huyết ảnh trảo. Hỉ. Dạ, nà ní. Không thế nào, vậy mà hắn... Ôi, chém nát pháp bảo của chúng ta rồi. Kim ca thú của ta. Xong rồi, căn bản không có phần thắng. Ta 41. Đi là. Ôi, cả hắn lại cho ta. Sau khi ra ngoài thì mỗi người được thưởng 100 linh thịt. Sao thực lực của hắn lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy chứ? Mình phải nhanh chóng tìm một nơi nào đã trốn vào, chỉ cần có thể ra ngoài. Thời sự quên à, hắn cũng muốn chạy. Y tâm không chỉ thoát được đâu. Đi hả? Váy cà mèo. Linh khí trong chất thịt kém thật đấy, chắc chắn là từ vì có được là nhờ đã ăn dược. Điều mà từ đâu ra lại dám ăn thịt thiếu chủ và ta? Trả thiếu chủ lại cho ta. Ở đây đã. Ui, đừng ăn ta. Ây chà chà, nó bụng rồi. Trong trường pháp này bị hạn chế thực lực, lượng ăn cũng ít đi nhiều. Vẫn còn 2 người. Các hạ có thể nói tiếng người, có lẽ không phải liệu thú bình thường. Sao vẫn còn làm cái chuyện như là ăn thịt người? Mà mấy cái con thú hạ đẳng vẫn làm gì? Quả nhiên trong trường pháp này có rất nhiều nguy cơ. Vừa gặp được một con đàn yêu lại đụng phải một con yêu vật cường đại hơn. Ân tịch người chẳng phải là rất bình thường sao? Ở thương giới, nhà đại nhân đã nuôi một mớ phàm nhân để làm thức ăn dự trữ cho ta đấy. Thượng giới, nhạc đại nhân. Nhưng mà thì tu sĩ vẫn ngọn hờn, nhìn tu vi của người thì cũng được đấy. Chắc là mùi vị lấy càng ngon. Muốn ăn ta sao? Cái gì? Tập 42. Địa phẩm pháp bảo. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc đó của người kìa. Ngươi còn hy vọng nó sẽ chém được ta sao? Hạ giới đúng là quê mùa. Vạn cầu lối kiếp tùng pháp. Đà ní. Ôi không, không thể nào. Tu sĩ Kim Đan không thể vào được đấy. Ta không phải là Kim Đan. Bồn lôi kiếp à. Tại sư huynh à, tại sao không thừa cơ này giết nó luôn? Lỡ nó tỉnh lại. Không sao, ta đã dùng dây ngân linh pháp trối nó lại rồi. Nó tạm thời thì không có ý hiếp gì. Ừ, hả? Ôi, thằng quỳnh à, nó tính lại rồi. Ôi, cái tên nhân loại đó tiện, tại sao tôi sĩ Kim Đan nhiều người lại cứ tới bảo mình lên trận chứ? Ta đã nói rồi, ta không phải là Kim Đan tu sĩ. Dừng đổ ta. Trúc cơ tu sĩ đâu có thực lực đó được chứ. Kim Đan tu sĩ thì ta cũng đã ăn nhiều rồi, trong đó người cũng coi là mạnh đó. Rốt cuộc thì ngươi có lấy lịch gì? Nhà đại nhân trong lời nói của người là ai? Bảo linh thúc là linh sủng của nhạc Thiền Chấn, Thiền giới, địa sát tứ tình. Biết sợ rồi thì mau thả ta ra. Địa sát tình sứ à? Chủ nhân của nhà Thiền Chấn của người ở đây à? Không sai, ngã ấy canh giữ trần tâm ở đây vạn năm rồi. Nhưng mọi người đừng có cho rằng ngã ấy không thể rời khỏi trùng tam trận thì không thể làm gì được người. Không nhanh thả ta ra, đến lúc đó các người đều xanh cỏ hết. Trung tâm trừng pháp sao? Đã vì trước thành thế này rồi còn dám ý hiếp bọn ta? Hứ, à da, cái tay bé kia, người nhớ đấy cho ta, đến lúc đó ta sẽ chờ nước chính ngươi. Đưa ta đến trung tâm trừng pháp. Thời sư huynh nói gì vậy? Nơi đó có chủ nhân của hắn canh giữ, ngay có một con linh thú cùng mạnh như vậy. À không sao, chính là mục đích ta đến đây đấy. Ha, người nghĩ cho kỹ đó, chủ nhân ta là đi sát tình sứ của thiền giới đó. Tu sĩ hợp tới sách với gì cho người ấy còn không xứng, người dám đi từ sau. Nhưng mà Tần Quỳnh à, yên tâm đi, ta có chủ ý của mình. Ngươi hãy ở lại đây tu luyện đi, không cần phải đi theo ta. Mà cỡ hắn muốn làm gì chẳng qua chỉ là một chút sợ, tu sĩ chút cờ có chút thực lực mà thôi. Chỉ còn đến đó rồi thì. Lần thi đấu này là vườn phái có phái được 3 người vào việc bật cảnh cũng coi như là không tệ rồi. Hy vọng sau khi 3 người ra ngoài thì có một người có hy vọng tiến dài Kim Đan. Vậy thì thực lực toàn bộ vườn phái cũng đã tăng thêm một phần rồi. Con tin rằng một năm sau thôi sự huynh ra ngoài có thể đại tăng tu vi, mấy chục năm sau tiến hóa dài Kim Đan, không có gì là khó. Cường đó. Có hảo cảm với thần lộ, vì phụ có thể nhìn ra người này cũng rất có bản lĩnh. Nếu như phó thác cùng cho hắn thì vi phụ cho dù hết thợ nghiêng cũng có thể yên tâm rồi. À chà, người nói luôn tôi cái gì vậy? À đúng rồi, giờ này không gặp cô trưởng lão. Đệ tử của cô ta đi vào bi cảnh yến hội của thiền môn phái, mấy ngày trước cũng không thấy tham gia. Nghe một vài đệ tử nói thì có trường lão mấy hôm này hình như vẫn luôn chờ ở cửa bị cảnh, không biết là đang đợi cái gì. Tỳ tử à, ngươi họ Thần có phải không? Ngươi nghe thấy ta biết cái vị trí tâm trộn, biết nhà đại nhân đang ở đó kình dữ mà cũng muốn đi. Chẳng lẽ là ngươi có quan hệ với người của Bạch Trạch Đạo tiền giới sau? Bạch Trạch Đạo? Bạch Trạch Đạo gì? Cũng đúng, không có khả năng lắm. Bạch Trạch Đạo là tổ chức đỉnh phản loạn lớn nhất thượng giới. Mấy ngày trước thì nhà đại nhân và các tôn giả bảo về các trại trận khác có liên quan nghe được. Trăm năm trước lại có một vị của Bạch Đạo hạ giới tới thế giới này. Vừa rồi nghĩ xem có quan hệ gì với người hay không. Đang có nói Kinh Vân sao? Hóa ra bọn họ cũng đã biết đến sự tồn tại của cố Kinh Vân rồi. Nhưng mà nghĩ lại sao người lại có quan hệ với Bạch Trạch Đạo được chứ? Người cũng không có bản lĩnh đó. Phải nói đến Bạch Trạch Đạo đó à? Người lại muốn làm gì? Lối lời đấy này à? Nên tảng trồng pháp đến đây làm gì vậy? Nền tảng trồng pháp, xây dựng nền tảng trước khi bố trí đại trận này. Sau khi bố trí xong đại trận thì những kiến thức này cũng sẽ bị phê bỏ. Ý của ngươi là trong đại trận này những di tích thế này không chỉ có vài cái, đại khái có 8 nơi. Hỏi làm cái gì? Trong này chẳng có gì cả. Cùng lắm là nơi sâu nhất của mỗi tòa tháp sẽ nhốt một con quái vật bổ sung cho mắt trận thôi. Hệ thống nhắc nhở kiểm tra được kỳ vào thượng cổ mạnh vỡ vân thủy kết thúc có thôn phệ không? Quả nhiên đều có. Tốt quá. Còn những phế vật đó là cái gì? Đã quá vạn năm rồi đó. Vân thủy chi linh còn sót lại ở trên đó có lẽ là cũng hết rồi. Vân thủy chi linh, đúng là con người thấp kém, lại không có kiến thức rồi hả? Vật ấn chứa vân thủy chi linh cho dù là thượng giới cũng không hiếm thấy. Mặc dù vân thủy chi linh ít nhưng tác dụng lại không lớn. Cũng là bố trí trận pháp này dùng đến một ít thôi. Những khí cụ này đều được chế tạo từ vật liệu có trộn lẫn vân thủy chi linh. Mặc dù biết không ít chuyện rồi, nhưng từ miệng của huyền linh thú này đúng là không giữ mồm hờ. Đi thôi, đưa ta đến di tích tiếp theo. Chào, không đến trung tâm trận pháp nữa à? Đi chứ, nhưng phải đợi người đưa ta đi đến. Dạo hết 8 cái di tích kia rồi đã nói. Thế là dạo một vòng 8 di tích. Hệ thống nhắc nhở kiếp số hiện tại là 15250, tiến thạch hiện tại là 1025. Đúng là thu hoạch lớn. Chỉ cần ra khỏi trận pháp này thì thực lực của ta sẽ đột phá mạnh mẽ. Sao mà tạo hình của di tích này lại không giống với những cái trước vậy? Chỉ là tạo hình bên ngoài thôi mà. Đừng có ngạc nhiên định thế. Tốt nhất là ngươi đừng có dở hết trò gì. Một khi ngươi có mưu đồ bất chính thì ta sẽ lấy cái bàn nhỏ của ngươi ngay tức khắc. Ôi, đừng có phóng sẽ khí mạch thôi chứ. Pháp lực của ta bị ép rồi, có thể giở trò gì được chứ. Nơi này lại không hề có đồ ăn gì ẩn chứa vần thủy gì lên. Người chơi ta sao? Ai nói không có, ngươi nhìn đi kìa. Tờ 42 liên phun bộ này phòng mô tả nhé. Hệ thống nhắc nhở kiểm tra được mảnh vỡ vân thủy có thôn phệ không? Mau lấy đi, 803 này tốt hơn mấy cái thứ linh tinh trước đó nhiều. Đây được đúc từ vật liệu vân thủy tường hàng đó nha. Ta sẽ không động vào đó đâu. Tại sao chứ? Đây là đồ tốt đó nha. Mặc dù không biết người có chú ý gì, nhưng ta sẽ không muốn mắc bẫy. Quả thực là đồ tốt, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Ý giá. Truyền tống. Ừ? Đi là nơi này là ngươi lời nhà đại nhân à, tới tiểu tử này có khả năng là Bạch Trạch Đạo một của tà vĩ. Bạch Trạch Đạo nguy rồi, trung cơ rồi, lên bài đó là truyền tống trận. Người trên gần đá kia lấy y thế thùi đã chấn nhiếp tâm hồn của người khác rồi. Đến chầu làm giường cũng chưa từng khiến cho mình có cảm giác tới như vậy. Đúng vậy đó, cả đoạn đường hắn đều dò hỏi bí mật của pháp trận. Còn muốn diễn nhưng mà đã bị ta nhìn thấu. Vậy người nhớ tại sao Bạch Trạch Đạo lại đến hay không? Đương nhiên rồi, là đã phá hủy ban linh đại trận rồi. Vậy mà ngươi còn đưa hắn tới đi. Hả? Ôi nhà đại nhân, ta biết sai rồi, ta cho ta. Đưa người của Bạch Trạch Đạo đến trọng địa như thế này, còn con cái lỗi ngu xuẩn nhiều người làm gì? Đại cơ vạn năm không thể nào có sai lầm được. Ừ? Ta còn sống. Tưởng thiên phù, giới này không có phù chất phẩm chất như vậy. Quả nhiên là tất tứ Bạch Trạch. Một lời không hợp liền không tha cho cả lính sống của mình. Mà người ta nhớ như vậy, tiền nhân của thượng giới chính là đức tính này sao? Mặc dù trong trận này thực lực của ta không bằng 1/10, nhưng người tưởng một tờ thiên phú tiên phẩm phù chú là có thể giữ mạng sao? Vậy thì sai rồi. Ôi nhạc đại nhân tha mạng, mình không thể phát huy hết uy lực của thiền phẩm phù chú này, căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Hết cách rồi. Một tiểu bối trúc cờ như người có lẽ cũng bị Bạch Trạch Đạo mơ hoặc, nhưng mà ta rất tò mò bọn chúng cũng phái người những người vào đây làm. Hả? Có chuyện gì? Tiên sấm. Cuối cùng cũng đến nhau rồi sao? Thiên kiếp không thế nào. Chẳng phải thế giới này đã bị chúng ta. Hả? Là ngươi? Và kiếp chi thể hóa ra là người muốn dựa vào thiên kiếp để rung chuyển bàn liền đại trận của ta. Khi tâm vọng tưởng, ta phải tiêu diệt con kiến hồi nhà người trước. Thờ một tuần nữa. Tiểu tử, đại gia, thần đại gia, người phải cố gắng lời đó, ta không muốn chết ở đây đâu. Cấm mồm. Là sao đây? Hình như trong thương thành không có đồ gì có thể ứng phó với tình huống hiện giờ. Mua thêm một phòng ngủ chứ thiên phẩm nữa thì mình cũng không có sức để mà thi triển. Thì tử, hình như là tình hình bây giờ của người không ổn lắm nhỉ. Người là Huyền Thiên Kiếm Linh. Hình như cái ngươi sắp chết rồi hả? Có muốn ta cứu người hay không? Sao ngươi có cách được? Đương nhiên, chỉ cần ngươi thả lỏng tâm thần để đại gia ta sử dụng cơ thể này, ta tự nhiên sẽ đưa người thoát khỏi đây an toàn. Không thể nào bớt nó nhảm đi. Vậy thì thôi. Hế, đã nói chuyện với ai vậy? Xem ra đạo thiên kiếp tiếp theo sắp tới rồi. Nhưng mà trước lúc đó thì người đã chết chắc rồi. Đã chết một lần rồi, đứa kia ngủ lại trùng sinh. Khó khăn lắm mới có cơ hội để phục thù. Đường con rộng thềm thà, chẳng lẽ phải chết ở nơi đây sao? Ta không cam tâm. Ta không thể chết. Vì cập thập như thế này mà cũng có vạn kiếp chi thể hiện có sao? Hơn nữa còn bị chúng tìm thấy. Đúng là sợ ý rồi. Nhưng mà còn đến đây là hết rồi. Bây giờ lại có Bạch Trạch Đạo đang ở cách xa, cách đi cũng xa. Đi. Đấy là chuyện gì vậy? Tại sao thiên kiếp vẫn tiếp tục chứ? Chẳng lẽ thiên kiếp không phải là do tiểu tướng này giở trò sao? Hay là nói hả? Úi, người có cơ thể đúng là khác biệt hà. Cảm giác cũng không tồi. Úi, có chuyện gì vậy? Đàn yên đang lành, tại sao lại có sấm sét đánh vào lối vào của bí cảnh chứ? Đây không phải là thiền lôi bình thường, ẩn chứa một tia khiến cho ta cảm giác bất ổn. Là thiền kiếp. Thiền kiếp? Giới này đã lâu chưa nghe có thiên kiếp xuất hiện rồi. Chẳng lẽ hết trong bí cảnh có đại thừa đầy năng đang độ kiếp? Phi thân lôi kiếp ư? Không, lôi kiếp này còn chưa đến uy lực đó. Rốt cuộc là kệ nó đi. Tí thiền cổ của ta đang ở trong đó. Hả? Thiên chứng môn. Cô trưởng lão, cô ở đây làm gì? Nơi này sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vì đã tránh liên lụy tới người vô tội, bốn vị chân môn hãy đưa môn hạ đệ tử rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. To gà, chuyện này chắc chắn là liên quan tới cô. Tập 45. Nói, rốt cuộc là cô đã làm gì? Từ đã. Cái gì? Lời khuyên mà không nghe thì thôi, nhưng mà nếu còn đến đây, đến gần đây nữa thì ta sẽ không lướt tình đâu. Đi. Trong bi cảnh ấy. Tép riêu. Người, rốt cuộc người có lai lịch gì? Trận này được lắm, vậy mà có thể áp chế tu vi của người khác sao? Xem thực lực trước mắt thì người phát huy chắc là chỉ ở cảnh giới tiên cảnh giới hà. Thiên tiên cảnh giới. Chỉ có thiên tiên cảnh giới. Trúc cơ nhỏ nhồi mà cũng to mồm như thế. Tù vi của cơ thể này đúng là thấp thật. Hình như đúng là không phải là đệ thủ. Nhưng mà đại gia ta thì cũng không cần thiết phải liều mạng với người. Kiếm này là chờ người thấy sự lợi hại của bốn đại gia. Đi. Dừng tay. Điện này chính là trung tâm của trận pháp. Nếu nhiều người dám ra tay thì tiến định này sẽ không tha cho ngươi. Tiến định. Tiến định à? Thật là thú vị. Ăn một kiếm của ta đi. Hả? Không. Không. À, không, không, kế hoạch vạn năm của ta. Đó là vạn bảo bí cảnh. Có chuyện gì vậy? Cái chiếc trận pháp tồn tại hàng ngàn năm qua, sao lại? Chuyện này thì đổi không đơn giản. Cô ta ở Lạc Vân Phái trăm năm rồi. Rốt cuộc cô ta có thân phận gì? Nếu như cô ta hại con cô ta thì ngươi sẽ cùng sống với ta đâu. Hả? Liên quan gì tới ta? Tập 45. Không. Không. Cửa hạt giận nông của thánh tùng đó đó ghét da. Tên đó tức điên rồi à. Thì từ người sao lại chọc vào người của thượng giới tới này. Ôi người muốn ồn đến bao giờ. Ôi đại già đừng để ý tới chuyện này nữa. Chúng ta mau đi thôi. Đại trọng bị phá. Bây giờ thực lực của hắn không còn bị áp chế nữa. Còn không đi thì chỉ chết đó. Xem ngươi sợ kìa. Còn kiến đáng chết. Ngừng. Ấy chà chà chà. Mặc dù không có khả năng lắm, nhưng thanh kiếm ngươi vừa mới sử dụng có phải là thông thiên linh bảo hay không? Ồ, không nói cho người đấy. Vậy thì chết đi. Ồ, đây là ai nữa? Là ngươi? Cố khinh vấn. Xem ra hai người này đối đầu vì nhau. Vừa khéo thì trái cô đã nhiều. Ôi chờ đã, đừng có bỏ ta lại. Cô tiền tử à, vạn năm không gặp, không ngờ người lại gia nhập vào Bạch Trạch Đạo. Ta nói mà, sao Bạch Trạch Đạo lại hiểu rõ trong pháp như vậy chứ? Con đặc biệt tìm vãn kiếp chi thể đem phá hủy thứ bên trong. Cô tiền tử, cô có biết làm ra chuyện này sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến thế nào hay không? Biết chứ. Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm này. Bị phong ấn không biết bao nhiêu năm rồi. Mặc dù tính chất của thân thể này rất chi là bình thường, nhưng cũng rất hợp với ta. Từ đây trời cao mặt ta bay. Tù vì cố khuyên tần chắc chắn này ở trên nguyên anh. Rốt cuộc người này có lấy lịch gì vậy? Tần trường mộ mà ông có thể giải thích cho chúng tôi không? Cố trường lão, đó là vườn phái chúng tôi hơn 200 năm. Chưa từng phát hiện ra chỗ nào khác lạ. Nói tên thế nào thì ta cũng không rõ. Đừng có nói nhảm, nơi quần trại của ta có bất trắc gì. Ta chỉ liệu mãn với là vườn phái các người. Ý? Ồ. Thần lộ, cố trương lão ở đâu rồi? Là tiểu tử của người nói. Có thấy quần trại của ta không? Ô màu rình con người nói cối à. Thần lục, tại sao vừa gặp đã bốn con kiến kiềm đàn lại dám ra oai phong trước mặt bốn đại gia sao? Ai đúng là hỗn xược. Ôi đi mau. Thằng nhái này không chỉ giấu tù vị, thực sự giống như là Cổ Kinh Quân. Ây da. Cái gì? Còn một tên rồi. Này đừng có chày mà. Chỉ là ta muốn giết ngươi mà thôi. Họ tâm nhắc nhở có tiêu hao 2000 điểm kiếp số để lôi bỏ kẻ xâm lấn. Ý chí lần này hay không? Hả? Cái gì? Chuyện này là sao? Mình đã hoàn toàn không chết cái thở này rồi mà. Sao lại? Hờ tông nhật nhở có tiêu hao 2000 điểm quy số để lộ bỏ xâm lấn ý chí lần này không? Hả? Do Hờ tông nhật nhở thành công lựa bỏ xâm lấn ý chí. Hiện tại ký số còn lại là 13.250. Tiến tới còn lại là 1025. Rồi, chỉ chục nữa thì mất đi ý chí cuối cùng thật rồi. Tập 46. Tề Trung Môn, lúc nãy không phải hí lý của ta đâu. Người đơn vội đã ta xem vết thương của ngài. Vô dụng thôi, kim đàn của ta đã vỡ rồi. Giúp ta chăm sóc vì... Xin lỗi, ta không ngờ lại biến thành tên này. Đáng chết, Huyền Thiên Kiếm Hồn đáng chết mà. Đây chính là dùi của trận chiến giữa hợp thất kỳ tu vi sao? Không ngờ lại ảnh hưởng sao tới như vậy. Nơi này không thở ở lâu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc cho Tần Vi Vi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? À, thần sư huynh, bị cana vỡ rồi, rơi cối nơi này, ra ngồi đây ta. Hả, bị cana vỡ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kết giới bị cảnh kéo dài ngàn vàng năm, sao lại mất thế này? Hồi chỉ là linh khí mép ngoài tán ra thôi, cũng đã dày đặc như vậy sao? Hay là chúng ta thứ vào xem sao? Đừng có đi vào, chiếu môn núi chúng ta phải ở ngoài chờ. Có lẽ trong đó có vô số bí bảo thiên tài, chưa chừng chính là cơ duyên. Hay là phúc hay là họa còn chưa biết. Để cái chương môn ra đi. Nhìn kìa, có người ra rồi. Là trong chương môn của Nguyên Thị Lụ. Chương môn à, tình hình bên trong thế nào? Trong chương môn à, nhà ta thế nào rồi? Tại sao chỉ có một mình ngày ra? Ôi, hả? Lạc Vân Phái, chuyện này là do cố hình vận và thân lỗ của Lạc Vân Phái ghi ra. Bởi vì chương môn kia đã bị thân lỗ giết rồi. Cái gì? Thần sư huynh đã giết cho ta? Không, không thế nào. Ủi, là thân lỗ. Thân lỗ đi ra rồi. Tì tử, trưởng môn Bạch Ngọc Lâu và công tử đâu rồi? Cút. Chỉ có mấy ngày mà tư lực của người sao lại đừng có nói nhiều. Trong bí cảnh hiện giờ có hai tu sĩ hợp thở đại chiến. Các người nhanh chóng sắp xếp để tử tránh xa ra đi. Thần sư huynh, Tần sư muội, nơi này nguy hiểm không thờ lộ. Để ta đi, ta đưa muội đi. Cha ta đâu? Tân dân vừa môn nói Quỳnh đã giết cha ta là hiểu lầm sao? Đi. Sống phải thay người, chết phải thay xác. Đi đã, quay lại. Tiểu chủ, thiên vẫn tính đại pháp. Thân này hỏa kiếm. Hả? Ôi, ảnh hưởng đến bên này rồi, chạy mau, chạy mau. Tần sư muội, muội ở đâu? Ôi, chạy mau, ý da. Xem ra chứng môn Tiếu Phòng Vườn Phái ta đã bị ngươi giết rồi. Mặc dù không biết người đã dùng thủ đoạn gì, nhưng ngày ấy là kiềm đà tu sĩ, lại chết trong tay trúc cơ nhậu bẫy nhiều người, đúng là sỉ nhục. Người muốn báo thù thì hẳn. Hiện giờ Tiếu Phòng Vườn đã chết rồi, con trai Tiểu Thiền cũng lên ý chịu nhiều. Chỉ cần lừa bỏ người thì ta có thể chiếm lấy đại nghĩa. Trường môn đời tiếp theo Bạch Vân Lâu chính là ta rồi. Bọn họ chịu phần thắng bại được sao? Cố Kinh Quận, người ta sẽ muốn xài lại xài tiếp sao? Nó bây giờ thu tay. Không cần nói nhiều, hôm nay ngươi phải chết. Càng Khôn Ngột Tiền Quyết. Cái gì? Càng Khôn Ngột Tiền Quyết người đã luyện thành rồi sao? Rồi. Đi. Tú. Kim Trung Tráo. Ây da. Chuyện cấp bách bây giờ là phải tìm đưa Tần Vi Vi. Hả? Là tình tiểu tử ngươi? Chết đi. Chứ dù hôm nay bản tồn chết đi cũng phải lộ cùng kiến nhà người đi theo cùng. Chết đi, còn dùng làm hỏng chuyện lớn của ta. Là đi Chu Sanu. Đi. Cô ta đã cứu mình. Nguy rồi. Ây da. Thì pháp phản phở. Cô ta vậy mà vì cứu mình thì triển càng còn ngọc tiền quyết cũng dám phần tâm, đúng là muốn chết. Hạo Thiên Kính. Thiền Phạm Kiếm Thuấn Phụ. Lấy thứ đó ra để phòng ngừa à? Xem ra người cũng đã nói mảnh hết đà rồi. Yên tâm, ta không giết người. Ngươi hại nhiệm vụ của ta thất bại, ta sẽ bắt ngươi phục mệnh để cộng chuộc tội. Nhưng mà trước đó thì phải dùng kỳ trầm định anh trăm này trước, để cố định nguyên anh của người lại, tránh cho ngươi tự bạo. Đi. Không ổn rồi. Nếu không phải thời khắc quan trọng, sáu kênh bật ra từ chầm đó, có lẽ mình và lui trì kiếm cũng sẽ bị đâm xuyên. Người còn mau chóng chạy đi, còn bay lên đây làm cái gì? Ta không phải là cái loại người được nữ nhân cứu rồi chạy trốn một mình. Người suýt chút nữa thì quên mất. Tiểu tử nhà người nhìn thế nào thì cũng thấy người chỉ có tu vi trúc cơ đỉnh phòng, vậy mà có thể cản được hóa ảnh trăm của ta. Rốt cuộc ngươi lại bốn 18. Ta chính là Lục Thừa Tông, chủ Vãn Thiên Tông. Tưởng giới tiền nhân các người hạ xuống dưới bộ này, dưới bọn ta bị bố trận, rốt cuộc có mục đích gì? Phải nói chuyện về hắn để kéo dài thời gian. Huyền Thiên người có nghe thấy hay không? Huyền Thiên Kiếm Hồn. Ta biết người có thể nghe thấy, ta có thể tạm thời giao cơ thể cho người. Người đưa bọn ta rời khỏi nơi này. Tông chủ Vạn Thiên Tông, một trong bát đại tông môn của giới này. Tu sĩ tông môn của các người đều là ngu xuẩn như vậy sao? Đều là một tu sĩ trúc cờ làm tông chủ. Cái này người không quản được. Ta chỉ muốn biết là các người định làm gì với thế giới này của bọn ta. Tình huống khẩn cấp, người nghĩ cho kỳ đi. Ta và người có khớ ước thần hồn, nếu ta chết thì người cũng đi đời. Không thể nói. Huyền Thiên, Huyền Thiên. Thì tự là giáo bị hiếp bốn đại gia. Để ta xem thử cái thủ đoạn đoạt lại thân thể của người giống lúc trước, có thể dùng được mấy lần. Cái gì? Muốn phá Hạo Thiên Kính của ta, suy tâm vọng tưởng. Cái gì? Vỡ dội lắm, ta lại xem thường ngươi rồi. Nhưng mà lần này ta xem ngươi thoát như thế nào. Đến đây. Khốn kiếp. Đều do mấy một pha nhỏ bé bên ngồi như các người là phá hỏng chuyện mấy trăm năm qua của ta, mà khiến cho Cố Quýnh Thịnh thừa cờ chén vào. Ta phải khiến ngang dẫm và này không có một ngọn cỏ nào. Đừng có vui mừng quá sớm, thu lại khi tức pháp lực của người đi. Nếu không ở gọn nhiều như vậy, hắn có thể cảm ứng được chúng ta bất cứ lúc nào. Có tưởng ta sợ hắn sao? Nếu không phải cơ thể này quá yếu, lỡ tu vi như cô và hắn, trước đây ta giết không tới 1 vạn thì cũng phải mấy nghìn. Thì muốn nói yên tình đã, ta phải bế quan nâng cấp tu vi của cơ thể này đã. Sau này cô hãy phục tùng ta đi, đợi ta lên đến Thái Ất Kiền Tiền Cảnh rồi sẽ thưởng cho cô làm tiểu thiết của ta cũng được. Hả? Hệ thống nhắc nhở tiêu hóa 3.000 điểm kiếp số đã triệt tiêu sàm lẫn ý chí lần này không? Hả? Cái tên tiểu tử đó lại nữa. Hay không tên nào, rõ ràng ta đã đổ được cơ thể này hoàn toàn rồi mà. Sao lại như vậy chứ? Thì tử, người rút cuộc lại làm sao? Lời bòi chí sầm lẫn, tiêu hợp 3.000 kiếp số. Hiện tại còn lại 10.050, tiêu thịt còn lại 1025. Hình như trong cơ thể của người lại có một nhân cách khác. Chúng ta thớ được rồi sao? Cũng mày có nhận cách khác của người có thể bạo phát ra thực lực của những anh hậu kỳ. Bí mật trên người của người nhiều lắm nhỉ, lại khiến ta bất ngờ rồi. Hiền Thuyền Kiếm Hồn ngày càng khống chế cơ thể mình dễ dàng hơn. Ký số tiêu hào đầy tăng rồi, không thể để cho hắn ra ngoài nữa. Bây giờ chuyện cô nhờ ta làm ta thì ta đã làm rồi. Ta có thể rời đi như giao hẹn không? Sau đó ta sẽ phá hủy 3 đại trận khác. 3 đại trận kia không thể lợi dụng và kiếp chia thể con người để phá giải. Ta phải đi tìm cách khác rồi. Người sẽ quay về vẫn Thiền Tông. Về tông môn bây giờ với sức mạnh của ta không có tác dụng gì hết. Hơn nữa còn có một nghi cờ tạm thời không thể quay về. Cô không biết là bây giờ Tần Vi Vi sao rồi. Ta bây giờ kẻ thù của nhà Thiền Chấn, quay về chỉ liên lụy tới cô ấy thôi. Hy vọng cô ấy bình an vô sự. Bây giờ ta phải đột phá cảnh giới kim đan trước. Đối tượng mà cô đối đầu quá mạnh. Với thực lực hiện tại của ta, thứ cho ta không thể giúp cô được nữa. Tạm biệt. Đây đã. Đây lơ lên bài truyền âm mà ta đã luyện chế. Bây giờ người đã chọc giận nhà Thiên Chấn rồi, chắc chắn hắn sẽ truy lùng người. Một khi gặp nguy hiểm thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ta chắc chắn sẽ đến cứu người ngay. Lúc trước cô ấy đã sợ thần cứu mình rồi. Cảm ơn. Có duyên gặp lại. Tại Thiền Kiếm Tông, 14 đội môn phái là hôm nay lên ít dữ nhiều rồi. Chà. Trần Sư Huynh, Đây là. Dạ. Không hồ là pháp bảo phi hành địa phẩm hạ dài. Tốc độ phi hành đã đạt đuổi kịp mình toàn lực thi triển vạn kiếp bất tử kinh rồi. Họ tao nhắc nhở cô Diệp phi thuyền pha bảo địa phẩm hạ dài 6 tiếng thạch. Giới thiệu pháp bảo phi hành làm từ gỗ linh việt, tiêu hào pháp lực cực kỳ ít, có thể một ngày bay vàng dặm. Bây giờ nguyên liệu ngưng tụ kiềm đàn đa số mua được từ ở trong Thương Thành rồi. Hơn nữa còn là nguyên liệu cấp cao, chỉ thiếu mỗi thông minh linh khí quan trọng nhất nữa thôi. Mà thông minh linh khí lại là nguyên liệu bán sinh chỉ có ở Hoàng Linh Thạch, mà chỉ có bác đại tông môn hiện nay mới có Hoàng Linh Thạch thường đẳng nhất. mà Linh Thần Tông ở Kim Kiếm Tông ở Bắc Chu Vực, Minh Hà Tông ở Thái Hào Tông ở Tây Long Vực, Vãn Thiền Tông lại ở Trung Kỳ Vực, Quỳnh Vân Tông và Ly Hỏa Tông ở Nam Hiền Vực, mà Thần Túc Tông ở Đông Hổ Vực xa xôi nhất. Có nhà thiền chấn kia bây giờ mình không thể bắt Chu Vực lâu được. Quy định rồi, sẽ đi Thần Túc Tông gần nhất ngoài Linh Thần Tông và Kim Kiếm Tông. 2 tháng sau.